Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube An Thịnh của em. Và ở trên kênh thì có rất là nhiều bác hỏi em là dừng cái guốc trèo cây có an toàn không và cách dùng như thế nào. Thì nội dung video ngày hôm nay thì em sẽ quay cận cảnh trực tiếp cho bác. Đây là thợ bên em đang trèo cây để hái dừa. Đây các bác nhìn này, là trèo thì cũng rất là đơn giản thôi. Đây các bác nhìn này, trèo thì với cái chân guốc nó sẽ rất là dài, thế nên là cái độ bám rất là tốt luôn. Và khi dùng guốc thì các bác lưu ý là phải có cả dây đai bảo hiểm nữa thì nó sẽ là an toàn tuyệt đối. Guốc trèo cây thì nó được thiết kế đặc biệt giúp mà bám chắc vào thân cây, giảm thiểu nguy cơ trượt ngã và đặc biệt là khi làm việc ở trên cao, đặc biệt là những cái vị trí mà dễ trơn trượt. Và thứ hai là nó sẽ tiết kiệm thời gian và công sức. So với những việc leo trèo bằng tay không thì guốc trèo cây giúp chúng ta di chuyển nhanh hơn và dễ dàng hơn, đặc biệt là khi phải làm liên tục ở trên cây, đúng không ạ? Và cái guốc này thì nó sẽ phù hợp với lại nhiều loại cây nhé. Đó, nó từ cây ăn quả đến cây công nghiệp thì đều có thể trèo được và rất là dễ sử dụng thôi ạ. Đó, ngay cả những cái người mới bắt đầu thì cũng chỉ cần điều chỉnh kích thước leo trèo thì cũng rất là đơn giản thôi. Với những cây dừa nó cao như thế này mà không có được cái đôi guốc thì sẽ thực sự là trèo cây sẽ rất là khó khăn và thực sự là rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Đó, và anh thợ của nhà em này đã chỉ sau vài đường cơ bản là đã lên được đến đỉnh rồi. Và bây giờ thì tiến hành để hái dừa đây, dừa thì rất là ngon luôn. Và các bác có thể nhìn thấy nhá, cái dây đai bảo hiểm thì các bác luôn luôn là phải sử dụng cùng với guốc. Tại vì là khi mà trèo ở những cây cao như này thì chúng ta phải là hết sức là cẩn thận với em. Và khi mà để sử dụng thành thạo an toàn thì các bác nên là luyện tập trước với em nhé. Luyện tập ở những cái cây nó thấp thôi. Khi nào mà các bác đã sử dụng thành thạo và an toàn rồi thì các bác mới tiến hành là leo ở những cái cây cao. Bên đại lý của nhà em thì cung cấp cho bác hai cái mẫu guốc. Đó là mẫu guốc thép 2 đinh này và mẫu guốc inox 2 đinh. Bên cạnh đó thì nếu bác nào đặt mẫu guốc 1 đinh thì bên nhà em cũng có làm. Và giá của cái guốc thép sẽ là 300 một đôi. Một đôi sẽ có hai chiếc, một chiếc đeo chân trái này, một chiếc đeo chân phải. Và guốc inox thì cũng vậy nhé. Guốc inox thì sẽ là cũng là 2 đinh và có giá là 450.000 trên một đôi. Cái giá em báo đó là em đã bao ship về tận nhà và bao kiểm tra hàng thoải mái cho các bác rồi đó ạ. Đó, các bác có nhu cầu muốn mua guốc inox hoặc là guốc thép thì bên nhà em đều có để sử dụng nhé. Đó các bác nhìn này, bác thợ nhà em thì đã lấy được hai quả dừa xuống rồi. Đó, rất là ok luôn rồi. Và ngày hôm nay bác đã đeo cái guốc đó là guốc thép nhé. Với hai cái mẫu guốc thép và guốc inox thì khi chúng ta sử dụng thì đều dễ dàng như nhau, nhưng mà độ bền thì em chia sẻ bác là guốc inox thì độ bền của nó sẽ cao hơn so với guốc thép. Và các bác có nhu cầu muốn mua hàng thì nhớ là hãy gọi cái số hotline em luôn luôn để ở trên góc màn hình. Số hotline của nhà em có Zalo đó ạ. Và đấy ạ, thế là chúng ta đã lấy được rất là nhiều dừa, đúng không? Cây dừa ngày hôm nay bên nhà em trèo thì cũng rất là cao luôn. Nếu như mà không có cái guốc thép ngày hôm nay thì không biết là làm thế nào để vặt được dừa, đúng không ạ? Bên em thì ngoài cung cấp cho các bác những cái mẫu guốc thép, guốc inox thì còn cung cấp cho bác tất cả những cái vật tư về ngành nuôi con ong mật nội này, thùng quay, thùng nuôi, tất cả những vật tư nhỏ nhỏ thì đều có hết. Và đặc biệt là bây giờ thì đang mùa ong đến rồi thì nhà em còn cung cấp cho bác tất cả những cái mẫu quần áo chuyên để bắt ong rừng, có tất cả những mẫu size số từ cái phân khúc bình dân cho đến cao cấp, bên em đều có hết. Nên là các bác mà có nhu cầu muốn mua hàng thì cứ gọi điện vào số hotline em luôn luôn để trên tiêu đề đằng này. Số đó của nhà em có Zalo, bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn cho bác một cách nhiệt tình nhất. Và